Mình xin chào các bạn. Thì ở video nhất mình đã chia sẻ với các bạn về công dụng của cái vi khuẩn Bacillus thuringiensis và cái công dụng của cái nấm Beveria bassiana. Thì ở video này mình xin chia sẻ với các bạn về công dụng cũng là của một cái nấm gọi là nấm xanh có tên đó là Metarhizium. Đây các bạn ha, chúng ta đọc là Metarhizium. Tại vì trong cái phiên âm tiếng Anh đó các bạn, cái âm H này nè là âm H câm, nên chúng ta sẽ không đọc. Tuy là có mặt chữ nhưng mà trong phiên âm thì nó không có, phiên âm chuẩn nó không có, nên chúng ta đọc là Metarhizium. Còn tiếng Mỹ thì họ đọc là Medarhizium, chuyển âm tờ này thành âm đờ trong giọng Mỹ rồi ha. Đó là tiếng Anh của Anh và tiếng Anh của Mỹ. Thì các bạn có thể đọc theo cách nào cũng được, thì thường thường đọc là Metarhizium. Thì đây là cái nấm mà người ta dùng chuyên dùng để người ta phòng các loại côn trùng gây hại các bạn, đặc biệt là các loại côn trùng thuộc cái bộ Lepidoptera và Coleoptera. Thì khi mà chúng ta phun cái loại nấm này vào á, thì nó sẽ sinh sôi nở rất là nhanh các bạn, nó sẽ tiêu diệt các loại côn trùng nó có mặt trong cái vùng phủ của nấm. Đồng thời thì cái nấm này nó cũng phát tán ra luôn, và nó sẽ đặc biệt có hiệu quả từ 7 đến 10 ngày sau khi chúng ta phun. Hoặc là cũng có một cách xử lý bằng cái nấm này là chúng ta thể trộn với đất hoặc là trộn với phân hữu cơ để chúng ta rải đều lên trên gốc của cây, hoặc là cái phần thịt từ gốc đến cái đường tròn của hình chiếu tán tán lá xuống bạn ha. Thì chúng ta sẽ bón như vậy để cho thứ nhất là có hữu cơ thì nó sẽ cung cấp hữu cơ cho cây, thứ hai là cái nấm này nó phát triển, nó phòng các loại côn trùng, ví dụ như là tuyến trùng, ví dụ như sâu đất, ví dụ như là sùng đất vân vân. Thì nếu mà các bạn phòng các loại côn trùng đó thì các bạn có thể là tải cứ 3 tháng là tải một lần. Và cái nấm tiếp theo mình xin chia sẻ với các bạn đó là cái nấm Verticillium Lucani. Thì đây là một cái nấm đặc trị các loài côn trùng như là rệp sáp, bọ chỉ, ruồi trắng, rất là hiệu quả. Và cái nấm này đã được thạc sĩ Trần Thị Vân ở trường Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công để diệt con rệp sáp gây hại trên cây bắp và trên rau màu. Và ở trên thế giới thì người ta cũng đã dùng cái nấm này để người ta trị cái con ruồi trắng ở trong nuôi trong nhà kính, và con bọ chỉ trên cây cà chua và các loại cây trồng làm cây cảnh vân vân. Và cái nấm tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn là cái nấm nó tên là Bicillomycin. Thì cái nấm này diệt cái loài tuyến trùng các bạn ha, ở trong đất á, với một cơ chế rất là hay. Thì nếu các bạn thường xuyên xem ở những video trước, các bạn mình đã chia sẻ về cái loại tuyến trùng này nè, chúng ta rất là khó diệt tuyến trùng tại vì nó có một cái lớp bảo vệ rất là rất là khó tấn công vào từ bên ngoài. Thì đối với con tuyến trùng trưởng thành đó các bạn, thì nó sẽ được bao bọc bằng một lớp vỏ cutin bên ngoài. Còn đối với cái vỏ trứng của tuyến trùng đó, thì nó được cấu tạo ở ba cái lớp riêng biệt bên ngoài, rất là nói chung là rất là khó tấn công vào. Ba lớp đó là lớp vitelin, lớp chitin và cái lớp lipoprotein. Thì cái nấm của chúng ta nó sẽ tấn công theo cơ chế là nó sẽ tiết ra hai enzyme có tên đó là chitinase và protease. Thì hai cái enzyme này nó sẽ phá vỡ cái lớp vỏ của tuyến trùng và cái lớp vỏ của trứng tuyến trùng đó, thì cái nấm này nó sẽ phát triển và nó phá hủy bên trong.